Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thị Châu, 46 tuổi, ngụ tại quận Cẩm Lệ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, được người khác nhờ làm thủ tục nhận thừa kế, nhưng Châu đã nói dối là nhà của mình để lừa bán và nhận tiền cọc là 2,5 tỷ đồng. Chiều ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thị Châu, 46 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2019, ông N nhờ Châu giúp làm thủ tục nhận thừa kế phần sở hữu của mẹ mình là căn nhà tại số 27 Lê Vĩnh Huy và được Châu đồng ý. Sau khi ông N giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế, Châu nói dối với bà CTTL rằng mình đã mua căn nhà trên nhưng chưa sang tên. Sau đó, Châu thỏa thuận với bà L để bán căn nhà này với giá 7,2 tỷ đồng. Theo đó, vào tháng 9 và tháng 10 năm 2019, Châu đã hai lần nhận cọc từ bà L với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng, nhưng nhiều lần hứa hẹn kéo dài thời gian và lẩn tránh, không thực hiện việc chuyển nhượng. Sau khi tìm hiểu và biết mình bị lừa, bà L đã làm đơn tố cáo. Được biết, ngoài bà L, nhiều người khác cũng đã làm đơn tố cáo Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Châu đang mang thai nên công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.